tô mì ăn đang vào dai nha cả nhà. Hai anh em mình ăn bốn gói cả nhà ơi, siêu mạnh, ăn gì biết chừng nào no cả nhà. Sông nước mênh mông. Ba bịch thôi. Ừ, chừa nó có ấy thì mình thêm. Rau nó chín cái thì bỏ, mình tắt ra mình bỏ mì vô ha. Ok. Thầy nói tiếng Anh không trời? Lưới mình giăng rồi cả nhà. Đây, mình giăng từ chỗ đó đó, bọc vô tới nhà đó cái mình bọc ra tới đây. Ba tay lưới của mình. Thử xem hồi dính cá không. Anh em mà chạy từ tâm sinh về cũng hơi đói bụng á. Đó. Mình ăn miếng mì lót dạ rồi mình thăm lưới mình chạy về cả nhà. Chạy nhà cũng tối á. Mì xong cái mình đi thăm lưới vừa đó. Ừ. Thăm lưới xong rồi mình giọt về nhà ha. Vừa luôn. Đây là ngay chân bãi Cồn Lân. Lúc trước nhóm Hai Lúa cũng từng ở đây rồi cả nhà. Đây. Lúc trước mình ở bên đó, ở bên trồng cây bên đó đó cả nhà. Anh em sẽ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Xong rồi mình đi ra sông tiếp tục nha. Tắt đi, tắt đi. Mình không tắt để hồi mì nó nở le mình ăn đâu được. Bỏ vô bọc cơm nó được bỏ xong. Bảy cơm bỏ vô bọc. Rét. Rồi, quốc đưa đó. Để hỏi nở quá mình ăn không được. Rồi, anh em ăn mì nha cả nhà. Tô mì này sớm thì anh em cũng mua 5 cái mì cả nhà. Dự trù quá. Siêu to cống lò. Thôi ăn trước đi. Siêu to cống lò nha cả nhà. 4 gói, hai anh em. Ba dữ trời. Hạ à, thôi, đây này. Lâu lắm rồi có cảm giác đi ra sông á. Tối ngủ cảm giác đã lắm nha, lên bờ á cái đầu cà lắc vậy đó. Vậy chứ ngon lắm á cả nhà. Đói bụng mà cái gì không ngon. Sang đâu không biết là cực cả nhà thấy không? Đói à. Thôi, anh em tranh thủ ăn mì cả nhà. Rồi mình đi thăm lưới nha. Tôi cũng đói luôn nữa. Ăn xong mình tiếp tục. Thử coi cá dính nhiều không nha. Quất. Mày cả nhà ăn mì luôn nha. Cả nhà ăn mì. Gió nó bay mày luôn vậy. Không biết mình bỏ vô nữa nha. Đã. Thôi anh em ăn mì xong rồi đi thăm lưới cả nhà. Nghe đợi thêm chút xíu nữa nha. Queo 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 ha. Lâu lắm rồi mình chơi ở đây, cho ai dẫn lưới nha.
ơi. Ngọc sắc ơi. Đó, con đầu tiên nha cả nhà. Thôi anh lấy đi, ngồi đi. Anh ngoài chơi chưa? Đều được mà. Đặt xong rồi đó anh. Đặt xong chưa? Anh ơi. Đặt xong chưa? Cá vô mày. Cá vô mày, cá vô mày. Ê, con gì dưới nữa? Vô rồi, vô rồi. Con gì dưới đó? Ui, lụm ngay cả nhà. Ê con. Ê, cá gì đâu quét hả? Cá đuôi hồng. Hồng lai. Hồng lai đuôi phi. Im im. Ra vô chứ không phải em vô nghe. Được không? Rồi xem cơ quá. Cái gì, cái gì? Không. Có dính con cá nãy xảy. Đi hầm thưởng đi bày nghe. Ôi cục đá. Cục nào cũng lấy. Một phù lụ à. Miếng nước vô đây đi. Nó sống cái gì vậy hả? Trời lắm trời ơi. Hãy
này về là hai chồng anh ăn là đủ rồi. Con nữa hai gia đình ăn coi. Cố lên lưng ơi. Đang hết sai. Chưa mà cạn đìa mới biết lóc chơi. Mà em giờ đâu có thả cá con xuống được. Chim ăn chưa? Cái chim nó lầm láng. Cái hường nữa nha. Nó ngon lắm nha. Nó muối chim ngon lắm á. Cá hường đi bày, cá hường đi bày. Đây. Con gì con gì? Cá dầu, cá dầu. Ôi. Đó. Hết hồn. Liệt liệt mà. Thấy là liệt 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 lưới mà. Ngoài sông là cá sạch nhất nha cả nhà. Ngoài sông lớn cá sạch nhất. Like. Cá nào ngon mà cá ngoài sông á. Đúng nó sạch. Con này đủ rồi, con nào cũng lấy mà phù lù à. Tầm càng. Đó, tầm càng. Càng cây. Càng cây hả? Dính tay lưới kia. Dằn lưới dính lưới. Ổ á. Trời ơi, hai con luôn. Nguyên chùm. Cá phải hợp luôn. Ở đây mình dằn lưới riêng được nè.
nhà ăn đủ đó nghe. Tôi giỡn nghe. Chắc nó tròn luôn á. Mai nữa thôi nha. Hai ngày đang đủ không sao? Dữ rồi. Dữ chứ bộ. Giờ này ăn nhín nhín. Chưa hết đâu. Văn cá em đây thì cá nó dưới vừa vừa không cả nhà ơi, không có cá bự đâu. Nào mình lấy xong lưới bự mình ra xong xong bự mình văn nó mới dính cá bự. Còn mấy con cá trong đây thì nó nhỏ nhỏ không à. Ít có khi nào cá bự lắm. Con này dính mỗi lần dính cái một lỗ lưới bằng kia ta. Quấn cục cục. Cái này nước cái này mình chăn cái nước nó rộng nó sát con cá nó ra đâu có sát đâu hả nổi mà chứ gì cái nước rộng á cũng không sát nữa đang nước mùa nước mà phải còn là cái mùa cạn kìa nó mới cạn còn mùa này đâu cạn đâu hết hồn à tại nào tới cùng chuyện vậy tưởng dính lương chứ một lần nhăn lưới dính tôm ngoài đã coi con nào lấy bành bành ăn dính lên đem nướng trời trời cái gì hả cà phê khủng cà phê lắm cà phê bự sang ơi bự thiệt yeah ước nguyện nó thành sự thật cả nhà đi ra cà phê bự nghe bây giờ bây giờ quán lớn rồi luôn mà xem mày bưởi lỗ lưới hơi bị bự nghe cả nhà tại cá bự mà hai nhà ăn đủ rồi kiếm cái cá gì cho mấy bà xã cả nhà nhiều chứ bộ nãy giờ bộn rồi đó nãy anh em chạy về á
rồi thấy còn hơi sớm á, mình ghé cái còn văn lưới kiếm cá về nhà ăn. Đó, tự chân sấy sao đi được, sao đi được xe á, xíu nữa đi bậy nha. Nãy mình nãy mình dằn nó ngấp. Con nào nữa không? Ui, có dẫn. Cái dẫn nha. Cái dẫn. Đó, được mớ cá ngon rồi đó nha. Con nào nữa không? Không quá. Ê, cá. Cái gì đây? Cá gì? Hết hồn không? Thôi, hết lứ rồi. Đâu, cá nhiều không? Mớ ngon không? Được mớ ngon ạ. Đó. Hai nhà ăn đủ vô bộ, giỡn trời. Nhà này ăn dừa luôn á. Đưa dầm lên bơi cho. Cái xuồng này gió nó bay kìa. Nhà có thấy cái ghe nào có chiếc xe cái máy vậy đâu. Gọ không? Hôm nay lúa chơi vậy thôi á. Nhưng mình đặt cái đó chừng nào mới thăm anh? Cái nào mình như mình đặt cái đó và vậy chừng nào mới thăm? 1 giờ hả? Thăm 1 giờ đi bán chợ đúng không? Rồi mà đặt đó là dính cái gì nhiều anh? Đó không? Thôi, bây giờ cũng trễ rồi cả nhà. Anh em lúa về đây. Bây giờ để cho kịp hồi rồi thôi. Có hồ luôn á. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Trên đường đi về mình cũng kiếm được mớ cá chứ bộ. Rồi bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.